Bên nay chị nhờ tụi em xuống quay chia sẻ về cái gì chị? Đúng Gia rồi, đình mình sao? nhờ mấy anh nó giúp đỡ giùm, ở gia đình tôi cũng khó khăn, con tôi nó bị mất. Thì cái thứ nhất là bỏ lại hai đứa nhỏ, thì hai đứa sau nữa là nó về nó kêu là mẹ ơi con bị quan đồ này kia nọ, mà nhờ mấy anh rồi giúp đỡ cho cháu nó hồn siêu thoát. Rồi cháu ngoại của chị là nhiêu tuổi rồi? Một đứa là 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, hai ba tuổi, ba tuổi mấy. Con gái của chị là đi làm gì? Nó dự định là lên tỉnh làm thôi chứ chưa có chuyện làm gì hết, Làm đâu? ở Mỹ Phước Tây như cái này các bạn. Là bữa đó là nó hỏi tôi là xin tôi 200 ngàn đi xe, mẹ ơi có tiền không cho con xin 200 ngàn đi xe. Rồi em mới nói là con đi lo làm ở đâu, nó nói là con đi lên tỉnh luôn làm. Rồi qua ngày thứ nhất đi lên tỉnh làm, rồi qua ngày thứ hai thứ ba, là sáng tối thứ ba là 11 giờ 12 giờ gì á là tỉnh nó mất. Xong rồi tới 3 giờ là tôi ở dưới đây tôi mới hay là đi lên thì chở, xin chở cháu về. Rồi về tôi chôn nó xong rồi 3 bữa sau á là nó về nó kêu tôi, nó nói mẹ ơi, con bị chích qua mẹ ơi, cứu con với, nó quýnh con quá trời đó. Vậy thành ra bây giờ tôi thì gia đình cũng khó khăn, nhờ mấy anh có nhu cầu cho mấy anh giúp đỡ cho con tôi cảm ơn nhiều. Nhưng mà bây giờ chị muốn giúp đỡ là giúp đỡ cách làm sao á? Cháu nó có quen ước gì cho giúp đỡ cho nó, là cho nó hồn nó siêu thoát để nó đi làm. Nếu như mà chị muốn giúp đỡ thì để trước tiên hết là em hỏi chị như thế này nha. Thì ở đây là anh em đến đây ghi hình là để giúp đỡ gia đình thôi. Cái việc đầu tiên thứ nhất á, là những cái lời nói của chị á, là phải chịu hoàn toàn trên giấy luật pháp nếu mà chị nói sai nha. Còn cái thứ hai nữa, chị muốn giúp đỡ thì chị em hỏi chị với chị có đủ cái can đảm để mà quật mộ Dạ có. không? Quật mộ là một chuyện cũng là cần ngay đó chứ không phải chơi đâu. Mà bây giờ chị muốn làm sáng tỏ ra thì chị phải báo chính quyền địa phương ở đây chưa? Chị có nói gì đó chưa? Bạn có biết gấp gì chưa? Không biết, nói chung là không biết. Không có Cái báo là không luôn biết, mà làm là vậy tại là vì con của tôi nó về nó kêu vậy thôi. Con tôi nó về nó kêu là tôi chỉ nhờ là mấy anh là giúp đỡ vậy thôi, kêu cho cháu mà là còn hai đứa nhỏ sau này nó bỏ lại hai đứa nhỏ nó khổ. chị muốn làm cái điều này là tất nhiên là chị phải báo trình giao công an. Chị muốn làm như vậy vậy đó, và con tôi nó về báo mộng á, hôi chức quan gì đó thì chị trước tiên phải báo công an. Muốn mình quật mộ á, để mà khám nghiệm lại á khám thì nghiệm mình cái hãy gì làm vậy? ha. Còn về mà ví dụ như mà phần kinh phí á thì ở đây anh em mà thì Chia quay sẻ lên lên chia sẻ lên để mà kiếm kinh phí cho chị, kiếm kinh phí giúp rồi cho có chị ai thôi. Hương thì giúp cho chị đó. Tụi em chỉ chia sẻ cái là kiểu như là chị nghèo Không không có tiền ha. Tại vì nó về cái bữa kéo bữa mãi xong rồi nó về nó ôm vậy nè, mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, mẹ ơi. Mơ một cái giấc mơ chứ rất là lâu luôn, nó về nó kêu không phải một lần, qua mấy ngày sau nữa nó lên nó kêu nữa, vậy kêu nữa nó Kêu không làm mấy người rồi, dạ mấy người rồi. Ở đây tất nhiên là ngoài chị ra còn có ai thấy nữa không? có cái tôi tiếng nói là chú cháu Đâu? Đi ra đây, Chú ra đây ra đây đi. Chị ngồi đây nè. Là nó có gì nó mới kêu á, cái hồn em nó kêu. Nó đây. Có kêu ngồi chú chung, cháu ngồi chung rồi. Đây, ngồi chung, ngồi chung. Chung. Chú cháu ơi, phú quần. Rồi vậy thôi á. Còn bao nhiêu người hàng xóm có kêu nữa không? Không biết. Cái nó mà bãi nói là có ai mỗi buổi tối này nó kêu thêm bút nó đang kêu ở đây nè, kêu sao nó con thấy hô mà thêm bút hứa mua đồ cho con ăn sống mua mới mua cũng với bãi đó chứ không có kêu gì trơn chỉ kêu nó vậy thôi hả? Cũng như là đợt trước là em hứa là chưa có nằm mã xong á, em có hứa là em nói là để Đây nằm mã là xong chú rồi em mua đồ em của cha cúng nó cho nó, em mới cúng mang chúng như dưới đám em mới cúng cho nó xong á, còn bánh còn nước á. Nhưng mà dạng như là cũng như là em dạng như là thấy là nó nói thôi chứ không nó không có cho thấy mặt. Chị thấy nói thôi à. Không mà bữa tôi gặp nó bầm lên đây cái ngực nó rồi nó mềm cái ngực hết rồi. Cái bầm đen cái ngực nó dội sưng lên luôn. Tại vì
nếu như là nó bầm cái chỗ này là đâu cái ngực này á thì chỉ quào giống như là quào chạy thước vậy thôi chứ không có quào ra tay chân mặt này không có gì hết. Cái nó tay tay đây à, còn như nó bầm hết luôn rồi, cái bụng nó trướng rồi luôn. Nhưng mà phải hồi đó là cái lúc đó là điện không cho mấy anh em có biết anh Linh Tâm mà không có số điện thoại nên điện cho anh được. Sáu nè bữa đó có vợ anh hay coi cái biết vợ mà đâu có ấy được đâu có mà đâu có biết đâu, tại vì bữa sau mò sau dính không phải là bằng chứng là người ta khám tử thi tôi mới biết bằng chứng mà chị với anh lúc đó vợ cái gì phải nhờ nhà công an giải quyết cái nguy nhưng không có bảo về thương con quá, con dù gì con mình cũng chết rồi để nhờ công an giải quyết lắm khi nhưng không có bảo về đúng không, tôi nói chị là chị bây giờ chị làm gì con mình cũng chết rồi giờ chị quật màu là kêu là làm chứng mà bây giờ thì nó quá muộn rồi. Tại vì lúc đầu chưa có chôn á không biết người ta khổ người ta nghèo ta không đúng biết không, không bây giờ là lúc trước thì chị cũng nghĩ là đi anh thấy là con chị tới xe con nên chị mới đem về mà nhưng bây giờ thấy con chị về báo mộng không có gì nhưng mà bây giờ con của chị về báo mộng là không phải bị tới xe thì bây giờ trước tiên là chị phải muốn làm gì đó chị phải qua báo chị đi địa phương chính quyền công an đó bây giờ tôi muốn là con tôi về báo mộng là sự việc như vậy rồi anh giúp đỡ cho tôi là nhà chính quyền địa phương công an ở đây làm chà gì đó à. Ừ, người ta coi được hay là không coi, người ta sẽ giải nếu mà lấy nói là cho okay, chị không nói có chung tiền là chị muốn là để làm sáng tỏ cái quan ức của con của chị đúng không đó, thì trước tiên chị phải đi làm như vậy đó phải báo cho chính quyền địa phương công an ở đây em khuyên chị vậy nè thôi con cháu mình vậy đi giờ nhờ tài vận chứ giờ mình bung ra đồ nghệ bây giờ cũng giá để đi cho nó mau thai đi cũng đã mất rồi nhưng mà phải chi nhà bệnh hoạn đau gì á thì nó nằm xuống thì cũng giờ ai ác thì gặp ác nói mà anh mới chị cái em có tên gì dạ cái em mắc nó tên gì tên gì bao nhiêu tuổi nó tên Nguyễn Kim Long ở trong giấy còn ở ngoài tên Bé Quyền thường gọi với nó là Bé Quyền nó sinh 2001 mới có 23 tuổi 23 tuổi mắc lâu chưa chị? Nay tháng mấy ngày rồi? Nay tháng mấy ngày? Một tháng mấy ngày? Đâu có chú nay năm tuần rồi. Tháng mấy ngày chưa 4 ngày mà. Năm tuần là tháng mấy rồi? Tháng mấy ngày? Tháng mấy ngày? Chị mà thấy nó hoài nó về nó kêu hoài. Tôi biết hàng ngày đi mà. Về nó kêu hoài luôn, cách 2-3 ngày là nó kêu em, 2-3 ngày là nó kêu. Mẹ ơi. Chính quyền địa phương với nói với mấy anh mà quay YouTube này nè. Vợ chồng ổng với thằng em của nó nhưng mà mướn người ta mượn tiền tặng lo cho chị nó, tôi là chú nó tôi cũng còn mướn nè. Thì bây giờ tụi em mà chia, nếu mà chị khổ thì tụi em chia sẻ lên để cũng phải suy nghĩ cho kỹ coi có làm được hay là không. Đầu tiên mà không quật giờ đầu tiên không làm mà giờ làm không làm cũng bình thường thôi anh chứ không có gì. Còn gia đình thôi, còn gia đình còn thôi. Còn giống tay còn hả? Không, cái gì? Có cái sự việc người ta quặt hai lần luôn kìa anh ơi. Được luôn hả? Bình thường có gì đâu đợi. Vậy cho anh chị. Những sự việc ta quặt hai lần, mấy mười mấy chục năm cũng hai cái được mà. Bây giờ chị đang biên năm suy nghĩ được cái Bây giờ trước tiên là mình học lại bàn quyết định thôi. Bàn lại gia đình. Mấy chục năm người ta cũng quặt được mà. Kêu vậy là nếu mà anh đi nữa, nó kêu chuyện bằng hai lần kêu chị với ảnh bằng hai lần nữa rồi chị cứ nhờ công an một lần. Tại vì khi mà có bị người ta khám tử thi, người ta biết bị sao biết hết. Nên mình không cần phải lo cái chuyện đó, mà có cái là quan trọng nè là mình phải hợp gia đình. Ở trong gia đình mình có chịu làm việc đó không? Hai có hai chồng ổng à. Cái thứ hai nữa thì chị điều tiên nhất là chị phải ra địa phương chính quyền công an ở nơi đó là chị phải báo và xin rồi nói là con tôi về báo mộng kêu hoài gì đó mà tôi muốn làm cái gì đó cho sáng tỏ rồi anh giúp đỡ cho tôi thì chị báo chính quyền địa phương xin giấy xác nhận á giúp đỡ giùm á thì trước tiên chị phải làm gì mà chị phải bàn là ảnh rồi là gái gian nó nếu mà con thật thật thì là con phải cho mẹ biết để mẹ đặng báo cho công an quật mộ con lên
thì đó, tôi cũng có giá đó, tôi nói nếu như mà con có sức quan với con linh thiêng á, mình còn nói cho mẹ biết. Hoặc mẫu cái đại đại lắm á. Bây giờ chị lên chùa về cái hình tấm hình gửi lên chùa hả? Dạ, chị lên đó chị xin keo coi coi sao được thì ra tiến hành làm. Rồi chị đi giao địa phương chính quyền mình báo chị viên như vậy đó. Mấy anh này vậy này ở đủ chỗ cho đây thơ pháp An Giang cũng có làm như thế mấy thằng kêu là kêu cũng đi ăn những lời chị nói nha, cũng y như vậy luôn. Một lần đầu á thì nó điện về với nó là nó đi làm, hỏi chứ ủa con đi làm được chưa cái quyền, thế nó nói là con chưa có làm, con còn ở trên nhà bạn con nè, mà bữa giờ nó kiếm nó quýnh con quá trời mẹ ơi. Sao bữa đó trong 12 giờ đi ngủ không được, cái qua tới 1 giờ mấy 2 giờ sáng á mới ngủ giấc khoảng chừng tới chừng tiếng phía ngoài gì đó, là qua thấy nó về nó mặc cái áo nguyên một bộ rồi kia bóng áo tay lỡ gì nè, số cùng dài ngang đây mà cái chân thì không có mang đâu, dép đi chạy chân không mà tu nó chạy, nó nói mẹ ơi cứu con mẹ ơi cứu con mẹ ơi, nó nhào vô nó ôm vậy nè, cứu con mẹ ơi nó dí nó quýnh con quá. Hai đứa này với hai thằng kia nó dí nó quýnh con cũng độ 20 tuổi đó. Rồi hồi lúc mà nó mất á đem về đây xong rồi á là mấy đứa bạn á chả nói là bây giờ không biết là người ta có chịu làm chứng không thì mình không biết đó. Là hai bữa trước á, hai cái bữa mà nó chưa mất á, là hai chiếc xe màu đỏ, hai thằng con trai hai đứa con gái chạy lại kiếm nó, kiếm bữa đầu không gặp, qua bữa thứ hai kiếm nữa không gặp nữa, qua bữa thứ ba kiếm là không biết có gặp không là không biết, cái đó tôi không biết, nhưng mà qua bữa thứ ba là con tôi đã mất. Bỏ đi xả tỷ. Lúc mà kiếm đó là kiếm ở đâu? Cái chỗ mà nó ở. Rồi như vậy là ai nói là cho chị biết là có người kiếm? Bạn nó, mấy đứa bạn. Ở Long An hay gì? Ở Long An. Nó còn nắm tay tôi, nó kéo tôi, nó nói mẹ đi lên trển thì mẹ biết mọi việc hết, nhưng mà lên đó thì nói chung tôi khổ, tôi đi lên được có một lần thôi, rồi đi nữa thì không có xe, rồi không có tiền nữa, rồi đi tới luôn thì tôi không có đi được, nên là hỏi thì cho anh hỏi là hồi lúc con gái chị định dẫn là được bao lâu mà xảy ra vụ gì đó? Nó đi 3 ngày qua ngày, qua ngày thứ tư là nó bị mặt. Mà hồi đó giờ có định dẫn làm lần nào không? Hồi lâu á thì nó nói là nó làm Long An, nhưng mà không biết là cái chỗ đó hiện tại bây giờ hay là cái chỗ khác, là cái đó là mình không biết. Mà lúc đó đi làm là đi với ai? Ai rủ đi? Ai anh đi tại đây nè, đi lên trên Long An đó đi với ai? Có ai rủ đi không? Hồi đó là nó đi làm với chung với nhỏ em con của cô nó. Không có mới vụ này nè. Mới sau này đó là nó đi có mình nó. Mình nên. Ủa mới 3 ngày làm sao mà xảy ra cái chuyện đó? Thì cái đó là em cũng không biết không? Nhưng không biết là nó làm cái chỗ mà lúc trước nó làm hay là nó cái chỗ khác thì cái đó thì mình không biết. Tại vì nó làm ở Long An, mình biết Long An vậy thôi chứ cũng không có biết là cái. Rồi lúc tôi đi lên tôi còn không biết đường tôi đi nữa. Rồi nó còn kêu nó nói á, là hồi lúc mà lên trên trảnh rước nó về xong rồi qua mấy bữa sau á là tôi hứa tôi lên tôi rước nó, rồi tôi có đi lên trảnh. Xong rồi lại ngay chỗ mà nó nằm á, cái nó kêu nhân nhẫn nó nói mẹ ơi lại vô nhà bạn con á lấy hai bộ đồ cho con. Thì em có vô tới nhà, em tìm vô tới nhà xong thì em lấy hai bộ đồ, nhưng mà cái bà chủ nhà đó là kêu bạn má nuôi gì đó, má nuôi của nó, nó bà nói là tôi mới đốt hồi tối, nhưng mà bà không có nhà, có ông chồng bà chạy đi kiếm hai bộ đồ đưa, rồi bà ổng nói là có, nó có bỏ đồ, bỏ đây hai bộ đồ, là ổng nói mà ổng nổi da gà và ổng cung luôn. Xong rồi ổng nói là đốt rồi, tôi mới đốt rồi chị ơi. Thì ổng dẫn ra ngay chỗ đốt đống đồ đó, tôi dẫn thấy hai bộ đồ. Ừ. Là quá linh. Cái này tức là linh. Này biết sao chết ức thì người mà chết ức cứ quan linh lắm. Cứ quan linh lắm. Vậy đó, không phải là hai bộ đồ đó không đâu, mà ngay cái chỗ mà nó ở nó làm á, nó còn bỏ lại hai cái đầm nữa, nó kêu là mẹ lại lấy hai cái đầm con. Hiện tại bây giờ là hai cái đầm nó còn vẫn còn nằm ở trên nhà má nuôi nó, nhưng mà tôi chưa có tiền lên lấy về. Tôi nói là chị ơi, chị cho tôi gửi nó đi, rồi tôi bữa nào tôi có tiền tôi đi lên đó tôi lấy về. Kêu chỉ kêu mua điện gửi gì giùm. Đó là thành ra mà nó về nó kêu em, nói chung là một tháng mấy nay là nó kêu là 4-5 lần 3-4 lần. Này là giấc mơ ha. Trong giấc mơ nó kêu á, nó nói mẹ ơi cứu con mẹ ơi cứu con mẹ ơi.